Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 3, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, đề án số 04 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đến dự có Vụ trưởng Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng, Đỗ Thịnh. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Phong trào thi đua dân vận khéo được Ban Dân vận Trung ương phát động thực hiện vào năm 2009 trên phạm vi cả nước. Qua hơn 12 năm triển khai trên địa bàn thành phố, phong trào đã đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, theo thống kê, có gần 700 mô hình dân vận khéo tiêu biểu, trong đó nhiều mô hình sát với thực tiễn được duy trì qua nhiều năm. Tại hội nghị, các nhân vật thực hiện các mô hình dân vận khéo tiêu biểu đã trao đổi, thảo luận, đưa ra những kinh nghiệm cũng như đề xuất để phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục phát huy hiệu quả, thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Và xuất phát từ thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, đảm bảo bài bản, khoa học và đi vào thực chất. Qua đó, xác định công tác dân vận với trọng tâm là phong trào thi đua dân vận khéo sẽ là cơ sở nền tảng trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh của thành phố. Để đề án số 04 được triển khai hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng thành phố tiếp tục xác định rõ quan điểm dân vận khéo là biện pháp tối ưu để huy động nguồn lực, sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ gắn với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và bài học mà cha ông ta đã để lại: dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong. Tập trung quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và hoàn thành trong tháng 4 năm 2023 như đề án đã xác định. Bám sát các nội dung định hướng của đề án về xây dựng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực để triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố, từng địa phương, trong đó chú trọng gắn các mô hình dân vận khéo với các định hướng phát triển thành phố theo tinh thần nghị quyết 43 và gần đây là nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, xây dựng các mô hình vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế với 5 mũi nhọn cần tập trung phát triển của thành phố như là du lịch và dịch vụ chất lượng cao, cảng biển hàng không gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với kinh tế số và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp. Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy đã chọn ra 16 mô hình dân vận khéo hay, thiết thực, góp phần vào sự phát triển ổn định kinh tế xã hội thành phố để trao bảng tượng trưng nhằm ghi nhận hiệu quả, ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa của các mô hình.